Xin chào các em đã đến với trang luyện thi 24.vn. Các em thân mến, đã là người Việt Nam, hẳn không ai không một lần du hồn mình theo những giấc mơ đẹp của truyện cổ tích, lắng lòng với những bài ca dao dân ca. Ca dao, viên ngọc quý của văn học dân gian Việt Nam. Ca dao là cây đàn muôn điệu của nhân dân Việt Nam. Bài học hôm nay, thầy sẽ cùng các em đi tìm hiểu về thể loại ca dao và một số bài ca dao có nội dung rất sâu sắc. Đây là một thể loại không mới với các em nữa, bởi vì chắc chắn tuổi thơ của mỗi người đều gắn với những bài ca dao. Chúng ta đã từng nghe những bài ca dao ấy trong những năm tháng tuổi thơ, qua lời hát ru của bà, của mẹ. Chúng ta đi vào giấc ngủ bởi những lời hát ru êm ái như vậy. Nhà thơ Nguyễn Duy đã từng viết: "Ta đi trọn kiếp con người, cũng không đi hết những lời mẹ ru." Có nghĩa rằng những lời mẹ ru ấy, những bài học thấm thía ấy sẽ còn là những hành trang theo ta suốt cả cuộc đời. Hy vọng trong bài học hôm nay, thầy sẽ giúp các em cảm thấy trân trọng và yêu mến hơn những lời ca hết sức giản dị nhưng cũng vô cùng sâu lắng mà ông cha ta đã để lại cho chúng ta hôm nay. Trước hết chúng ta sẽ đến với cấu trúc của bài học. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ gồm hai phần. Một là mã, khái quát. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thể loại ca dao và tiểu loại ca dao than thân yêu thương tình nghĩa. Phần thứ hai, phân tích. Thầy và trò chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích ba bài ca dao. Bài ca dao số 1, số 4 và số 6. Ta đi vào phần một la mã khái quát một nhỏ thể loại ca dao. Về khái niệm, ca dao là lời thơ trữ tình dân gian thường kết hợp với âm nhạc khi diễn sướng, được sáng tác nhằm diễn tả thế giới nội tâm của con người. Về phân loại, thầy sẽ phân loại ca dao theo nội dung chủ đề. Nó gồm 3 tiểu loại sau đây. Thứ nhất, ca dao than thân. Thứ hai, ca dao yêu thương tình nghĩa. Thứ ba, ca dao hài hước. Về đặc điểm nghệ thuật, ca dao có dung lượng ngắn gọn. Người ta thống kê là đa phần các bài ca dao có dung lượng từ 2 đến 4 câu. Số bài trên 4 câu chiếm tỷ lệ rất ít. Với một cái dung lượng ngắn gọn như vậy thì nó rất phù hợp với hình thức lưu truyền của ca dao, đó là hình thức truyền miệng. Phải thật ngắn gọn thì người ta mới có thể dễ nhớ, dễ thuộc và dễ lưu truyền. Về thể thơ thì ca dao thường được sáng tác bằng thể thơ lục bát, lục bát biến thể và song thất lục bát. Đây là những thể thơ có nhịp điệu đều đặn, rất phù hợp để diễn tả tâm tư tình cảm của con người. Ngôn ngữ của ca dao thường rất giản dị và đời thường, có thể nói ngôn ngữ đời sống đi thẳng vào ca dao, bởi vì tác giả của những bài ca dao đó chính là những người lao động, cho nên khi tiếp nhận chúng ta cũng sẽ thấy dễ dàng hơn. Về các biện pháp nghệ thuật thì ca dao thường sử dụng các biện pháp so sánh, ẩn dụ, đặc biệt là lối diễn đạt bằng một số công thức mang đậm sắc thái dân gian mà chúng ta gọi đó là những mô típ nghệ thuật. Đó có thể là những mô típ mở đầu như thân em, nhớ ai, ước gì. Trên đây là những kiến thức lý thuyết chung về thể loại ca dao. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần thứ hai, tìm hiểu về ca dao than thân yêu thương tình nghĩa. Vậy thế nào là ca dao than thân? Thế nào là ca dao yêu thương tình nghĩa? Ca dao than thân là tiếng kêu than của quần chúng nhân dân thuộc nhiều thời kỳ, nhiều thành phần xã hội khác nhau như người đi ở, đi phu, đi lính, làm thuê, làm mướn. Được cất lên từ cuộc đời còn nhiều xót xa cay đắng, đặc biệt là của những người phụ nữ sống trong những cảnh ngộ khác nhau của gia đình phụ quyền, như làm dâu, làm lẽ, góa bụa, bị ép duyên, bị phụ bạc. Ca dao yêu thương tình nghĩa là những bài ca dao nói về nghĩa tình đằm thắm của con người như tình yêu quê hương đất nước, tình làng nghĩa xóm, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa. Trên đây thầy đã cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản, khái quát về thể loại ca dao và tiểu loại ca dao thân thân yêu thương tình nghĩa. Chúng ta chuyển sang phần hai la mã phân tích.
Trong phần này, thầy sẽ hướng dẫn các em đi phân tích 3 bài ca dao. Bài ca dao số 1, số 4 và số 6. Trước hết ta đi vào bài ca dao số 1, tiếng hát than thân. Các em nghe thầy đọc. Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai. Đọc bài ca dao này lên, đầu tiên ta thấy ngay được cái hình thức mở đầu bằng cái cụm từ thân em. Đây là một mô típ quen thuộc trong ca dao. Chúng ta đã từng bắt gặp rất nhiều những bài ca dao có cái mô típ mở đầu bằng cái cụm từ thân em. Ví dụ, thân em như giếng giữa đàng, người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. Thân em như hạt mưa rào, hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa. Thân em như hạt mưa sa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày. Thân em như miếng cau khô, người thanh tham mọc, người thô tham dày. Rồi thân em như lá đài bi, ngày thì rãi nắng, đêm thì dầm sương. Thân em như chổi đầu hè, phòng khi mưa gió, đi về chùi chân. Chùi rồi đem vứt ra sân, hỡi người quân tử, có chân thì chùi. Rồi có những biến thể, em như cây quế giữa rừng, thơm tho ai biết, ngát lừng ai hay. Với cái mô típ thân em được lặp đi lặp lại với một cái tần suất dày đặc trong những bài ca dao, chúng ta đã xác định được cái nhân vật trữ tình, đó là người phụ nữ, một cái đối tượng mà chịu nhiều đau khổ bất hạnh trong xã hội cũ. Bản thân cái cụm từ thân em nó đã mang đến một cái cảm giác buồn bã, một cái cảm giác về cái sự than thân trách phận. Nó chứa đựng một cái sắc thái ngậm ngùi, xót xa. Đặc biệt ở đây chúng ta thấy bài ca dao được viết theo lối theo thể thơ lục bát, với một cái cách ngắt nhịp đều đặn, với một cái giai điệu rất nhẹ nhàng, thì nó rất phù hợp để diễn tả cái tâm tư tình cảm. Đó là những cái tâm tư tình cảm khắc khoải, da diết của con người. Về nghệ thuật ở đây chúng ta có thể thấy ngay tác giả sử dụng nghệ thuật ẩn dụ qua hình ảnh tấm lụa đào. Tấm lụa đào đó là một cái chất liệu đẹp và quý. Nó đẹp bởi vì nó mềm mại, nó rực rỡ màu sắc. Nó quý là bởi vì để làm ra được tấm lụa đào này, con người ta phải mất rất nhiều thời gian, đúng không? Từ trồng dâu, nuôi tằm, rồi thì tằm tạo kén, rồi thì chuốt tơ, rồi thì dệt vải. Để làm ra một cái tấm lụa đào, người ta mất rất nhiều thời gian và công sức, cho nên là nó rất là quý. Một cái chất liệu đẹp và quý như vậy thì nó ẩn dụ cho một cái nhan sắc rực rỡ giữa độ xuân thì và cái tâm hồn đằm thắm, dịu dàng của người phụ nữ. Một cái điểm, một cái nghệ thuật nữa được sử dụng ở trong bài ca dao này mà các em có thể thấy được ngay, đó là nghệ thuật so sánh. Thân em như tấm lụa đào. So sánh thân em với tấm lụa đào, nó đã cho thấy người phụ nữ đang ý thức về nhan sắc và phẩm chất tốt đẹp của mình. Tấm lụa đào đẹp như vậy, quý hiếm như vậy, thì liệu nó có được nâng niu, có được trân trọng? Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích câu số 2. Ở đây các em thấy hình ảnh tấm lụa đào được kết hợp với một hình ảnh miêu tả bổ sung, đó là phất phơ giữa chợ. Ở đây các em đặc biệt lưu ý cho thầy cái từ phất phơ. Đây là một từ lái tượng hình. Nó đã miêu tả một cái trạng thái trông chênh, không cố định, không có chỗ bấu víu. Và từ đó, nó gợi đến một cái thân phận mỏng manh, chênh vênh của người phụ nữ. Tấm lụa đào hay chính người phụ nữ đã được đặt vào một cái vị trí, một cái không gian, đó là giữa chợ. Các em biết chợ đó là một cái không gian mà có nhiều kẻ bán người mua, một cái chốn xô bồ và ồn ào. Ở đây người phụ nữ đã rơi vào một cái tình cảnh hết sức ngang trái, khi trở thành một cái món đồ để trao đổi mua bán. Có nghĩa là họ không thể tự quyết định được, không thể làm chủ được tương lai và hạnh phúc của mình.
một cái thân phận bị phụ thuộc, bấp bênh, chênh vênh, không thể làm chủ được cuộc đời và hạnh phúc của mình mà hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Người ta mới nói phận người con gái 12 bến nước, biết bến nào đục, bến nào trong. Trong thì được nhờ, mà đục thì phải chịu. Số phận rất chênh vênh. Và cuối cùng, cái người phụ nữ đó chỉ biết cất lên một cái câu hỏi. Ở đây đó là một cái câu hỏi tu từ, đó là biết vào tay ai. Một cái câu hỏi mà nó đã thấm thía bao cái sự bất an và lo lắng. Cái sự lo lắng của cô gái, một cái sự lo lắng mơ hồ về tương lai của chính mình. Một cái tương lai mịt mờ, tăm tối. Và qua đây, qua bài ca dao này, chúng ta thấy cái nỗi xót xa của người phụ nữ khi mà tự ý thức được sắc đẹp tuổi xuân, ý thức được phẩm giá của mình, nhưng lại không thể làm chủ được tương lai hạnh phúc của mình. Một cái số phận người phụ nữ bất hạnh, đau khổ. Và qua bài ca dao này thì tác giả dân gian cũng muốn nói lên cái tiếng nói lên án, phê phán những bất công trong xã hội phong kiến, phê phán những cái quan niệm hà khắc của xã hội phong kiến, đẩy những người phụ nữ vào những cái hoàn cảnh vô cùng là đáng thương, tội nghiệp. Như vậy, thầy vừa hướng dẫn các em phân tích xong bài ca dao số 1, tiếng hát than thân của người phụ nữ. Qua bài ca dao này, thầy hy vọng các em sẽ có sự thấu hiểu cho hoàn cảnh của những người phụ nữ trong xã hội xưa, từ đó biết cảm thông, thương xót cho số phận bất hạnh của họ và thêm yêu mến, trân trọng vẻ đẹp và phẩm chất của họ. Các em ạ, trong xã hội hiện đại ngày nay, vai trò của người phụ nữ đã được đề cao, họ đã được đối xử công bằng hơn và cũng đã tự quyết định được cuộc sống của mình, do họ được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn còn những tồn tại, vẫn còn những tàn dư của quan niệm phong kiến. Chúng ta biết Việt Nam là một trong những quốc gia thuộc phương Đông. Hàng bao nhiêu thế kỷ phải chịu đựng, tức là bị những cái quan niệm phong kiến hà khắc nó ngự trị, nó hình thành những cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, nam tôn nữ ti, đúng không? Người phụ nữ thì phải theo cái đạo tam tòng, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Người phụ nữ vẫn còn chịu rất nhiều những cái bất công ngang trái. Ngay như cả xã hội hiện đại ngày nay vẫn có những cái cặp vợ chồng, có những cái gia đình vẫn cố gắng sinh con trai để nối dõi tông đường. Một cái biểu hiện của cái quan niệm phong kiến cổ hủ lạc hậu. Và qua bài học này thì thầy muốn các em và thế hệ trẻ hãy cùng nhau lên tiếng và hành động vì một xã hội bình đẳng. Bởi người phụ nữ thời nào cũng vậy, đều đáng được nâng niu, trân trọng, đều đáng được che chở và bảo vệ. Cảm ơn các em đã lắng nghe bài học của thầy hôm nay. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.